Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Nghệ sĩ Giang Còi. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Giang Còi đã ra đi mãi mãi ở tuổi 59. Điều này đã khiến cho không ít người xót xa và đau lòng. Giang Còi là diễn viên hài quen thuộc đối với nhiều thế hệ. Ông đã gây nhiều tiếng cười với nét diễn chân thật, mộc mạc. Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, nhưng Giang Còi vẫn mang tinh thần lạc quan với nghề, với đời và khiến cho nhiều người nể phục. Giang Còi có tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Bộ phim nổi bật Khi Đàn Chim Trở Về, Cựu Chiến Binh, Chuyện Vặt Gia Đình, Chuyện Đời Thường, Cảnh Sát Hình Sự. Giang Còi là nghệ sĩ cùng thời với các diễn viên Triều Xuân, Quang Tèo, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Ông đã được đào tạo bài bản từ Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa diễn viên. Sau khi ra trường thì Giang Còi đã tham gia đóng phim với vai trò là diễn viên phụ trong các bộ phim như Khi Đàn Chim Trở Về, Cựu Chiến Binh, Chuyện Vặt Gia Đình, Chuyện Đời Thường, Cảnh Sát Hình Sự. Nhưng lại thành công với vai trò diễn viên hài và từ đó được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn. Trong sự nghiệp, Giang Còi thường hay kết hợp cùng với Quang Tèo và trở thành bộ đôi bạn diễn ăn ý, thường mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Chính vóc dáng nhỏ nhắn, chân chất, mái đầu hói của Giang Còi cũng đã tạo nên sự khác biệt, nét hài tiềm ẩn cùng với cách diễn linh hoạt trong đa dạng vai. Khi thì gã say rượu, ông bố nhu nhược, lúc thì vào vai xã trưởng, đã giúp cho ông dễ dàng chinh phục được đông đảo khán giả, tạo nên thương hiệu Giang Còi được mọi người nhớ mãi. Ông luôn cố gắng hết mình vì nghệ thuật. Ở ngoài đời thường, Giang Còi là người có lối sống dung dị, khiêm tốn và chân thành. Chính vì lẽ đó mà ông đã được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Giang Còi đã trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ và có với nhau hai người con trai với vợ đầu, một người con gái, một người con trai với vợ thứ hai kém 25 tuổi. Giang Còi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Con trai cả của ông là Hiếu Vinh cũng rất có tài, là đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như 5S Online, Biệt Đội 12A1, Bí Mật Của Gió. Nam nghệ sĩ khác với những đồng nghiệp trong showbiz, ông đã chọn cách sống bình yên, tránh xa phố thị nhộn nhịp trong mảnh đất 10.000m2, nơi tự tay chăm sóc cây trái, vườn tược, gia cầm. Giang Còi cũng cho hai người con nhỏ của vợ sau về đây sinh sống cùng với mình. Anh đã dạy cho con tình yêu thiên nhiên và những kỹ năng sống cần thiết. Giang Còi đối mặt với căn bệnh ung thư nhưng tinh thần vẫn lạc quan. Tháng 1 năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi đã gây bất ngờ khi được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng và đi vào di căn. Trong khi đồng nghiệp và mọi người đã tỏ ra lo lắng cho ông, thì nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Không ít bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm tôi, động viên tinh thần của Giang Còi khi mà anh điều trị tại bệnh viện. Đáp lại tình cảm chân thành của mọi người, Giang Còi đã luôn nở nụ cười tươi và tinh thần vui vẻ để vượt qua bão bệnh. Tình hình bệnh của nam diễn viên ngày càng nghiêm trọng hơn. Tháng 5 năm 2021, anh đã bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu, sụt 14kg vì ăn uống khó khăn. Qua đến ngày 26 tháng 7 năm 2021, Giang Còi đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Thế nhưng anh vẫn nhắn nhủ với mọi người hãy yên tâm. Trong suốt quá trình bị bệnh thì người con gái Ngọc Anh vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Giang Còi. Tối ngày 4 tháng 8 năm 2021, gia đình của Giang Còi đã thông báo nam diễn viên đã ra đi mãi mãi ở tuổi 59 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.